Xin chào tất cả các bạn, hôm nay các bạn đã đến với kênh channel của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu một ít mẫu sản phẩm dưới 1.500.000 đồng và chơi được liên quân mượt. Với câu hỏi như các bạn có 1.500.000 đồng thì các bạn có thể đi mua điện thoại gì và có thể chơi được liên quân hay là các game tựa game nặng game một tí. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu một ít mẫu sản phẩm mà dưới 1.500.000 cho các bạn lựa chọn những cái mẫu điện thoại cũ. Ưu tiên thứ nhất thì các bạn là một ưu tiên số 1 là các bạn hoặc iPhone 5S, nhất là một iPhone 5S thì có cấu hình RAM rất ok mà chơi RAM 1GB thôi, bộ nhớ 16GB và tùy theo lựa chọn mình sẽ theo bộ nhớ. Nhưng về độ bộ nhớ 16GB trở xuống thì các bạn có thể chơi game liên quân ở kiểu mượt mà và đa nhiệm tốt và không bị giật lag cả. Lựa chọn thứ hai là iPhone 5 thường thì như kiểu là iPhone 5S này thôi nhưng mà RAM 1GB, nhưng mà cái chất lượng chơi game nó cực kỳ là tốt, đa nhiệm. Mình thấy thì cái học sinh đóng game Firefly với cả Liên Quân với kiểu toàn chơi iPhone 5 thì ok, thoải mái mà. Như nhà mình đây cũng bán ra iPhone 5 với giá chỉ có 1.2 triệu quay về thôi, nhưng mà chơi game thì rất ok. Và sản phẩm thứ ba có nghĩa là Samsung, con này Samsung Z5. Con này thì có bộ nhớ trong 8GB thôi, nhưng mà có thể mình tựa game như kiểu Firefly để chơi game thoải mái, không vấn đề gì. Và như con Meizu này, con này Meizu 6 như này với giá là dưới 1.500.000 đồng. Và bộ nhớ của nó là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Các tựa game nặng có thể là chơi ok như kiểu Firefly, Liên Quân, Chiến Dịch Huyền Thoại là các bạn có thể chơi cái bằng Meizu này là ok này. Nói chung là theo mình đánh giá thì các dòng này thì dòng Meizu hoặc là dòng như kiểu máy mà Huawei hoặc là Lenovo hoặc là Zenfone, các dòng như thế thì dưới 1.500.000 thì rất nhiều cho các bạn cũ cho các bạn chọn. Hoặc là Zenfone được cấu hình rất khủng, nhưng mà để độ bền thì theo mình thì thằng độ bền thì mình thấy thằng Oppo độ bền kinh, bền lắm các bạn. Còn để nói mà chữa mà dưới 1.500.000 chơi ổn định nhất là chỉ có iPhone 5 hoặc là 5S, chơi cực kỳ vượt mà phê, không vấn đề gì cả. Và thứ tư là mình giới thiệu cho các bạn là chiếc Oppo, con này là Oppo, con này F1V kép thì con này là RAM 3GB, tựa game Chiến Dịch Liên Quân Huyền Thoại kiểu thì các bạn có thể chơi thoải mái, không vấn đề gì cả. Riêng với cái máy này thì các bạn lô tư lo lắng mà chơi game thoải mái theo sở thích của mình, không phải phó tư. Con này RAM 3GB thì các bạn có thể chơi các dựa game nặng vẫn như các dựa game khác thì thoải mái. Mình đã trải nghiệm thực tế nó rồi thì mình cảm thấy rất ok, nên là mình cũng thể có tư vấn cho các bạn. Tại những dòng điện thoại tựa như kiểu chơi game ok, con này RAM 3GB, nhưng mà RAM con này chắc 3GB chắc thì cũng lắm nhỉ, chỉ hai con trâu cày thôi. Còn tựa sản phẩm thứ năm là chiếc Oppo, con này là Oppo A37. Và con này mình bán cũng giá là dưới 1.500.000 đồng. Và chơi cấu hình thì RAM của nó thì 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Và máy mới của nó cũng ngày trước cũng giá hơn 3 triệu đấy các bạn, bây giờ thì nó chỉ giảm một nửa. Mà mình thấy các tựa game mà nặng thì với các cái game như này thì với giá tầm giá 1.500.000 thì mình thấy các mẫu sản phẩm này là mình thấy ok nên mình giới thiệu cho các bạn. Còn các bạn có thể góp ý ở phần dưới link mô tả video bên dưới mình, comment bên dưới mình có thể cho các bạn cho mình thêm ý kiến. Và các bạn thấy hay subscribe thì các bạn nhớ đăng kênh giúp ủng hộ mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn.